나는 쌍딱 브레이크. 이거는 쌍딱. 아유, 잘못됐다. sáng tác và chặt chặt cúc. Sáng tác. Sáng tác. Biết. Yeah. 그리고 발음은 팅한 발음 어려운 발음 찾아볼게요. 품 해요, 품. 아니면 Bùm sản phẩm,품. tác phẩm,아, 품, các품. bùm,아, 작품, 품. 아, 뿜 그리고 sản나는 phẩm, 중 할게요. 의중. 이거 발음 어려워요. 중. 중. 다음 시간에 발음 중하고 품 뿜. 하고 그다음 이제 문법. 문법은 영화로 로 알아요? 로 티앙 로 bằng. 방아뭐 그거 한번 해보고 영화로 하고요. 그다음에 나는 티앵벳 문법은 뭐 하냐면 땅뚜 숫땅 아니고 유관삭 나이 했었나? 뭐 나이 이이 이거 나이 한번 해봐요. 이. 아이 thi sự y ai thi sư thử나이 이거 하고 티앵하는 영화로. 영어로 네, 그래서 이거 이제 우리가 다음 시간에 할거 교환을 미리 만들어 놔요. 네. 미리 이거는 내일 할 거. 나이마일. 나이마일 충따록 리스. 네. 땅딱 크리에이트 예시 아이 티 땅딱 의정 따올라 수상도 sáng tạo이번에는 대화 비엣 라이팅 쓰는 거에 대한 대화예요. 네. 글쓰기. 그다음에 이제 창의성에 관한 대화. Easy conversation with friend about something. 이거 이제 서로 이렇게 만들어서 내일 꼭 같이 공부할 수 있어요, 이 내용으로. 아마도 이렇게 만드는데 걸리는 시간이 5분 정도 걸릴 거예요, 5분.
You on chắc xong. Trung 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 nhô trung bao. Trung bao ilge bố. Tưởng yong haro sang Korean sentence with Bao라고요? 바오. 응. 탱베트는 바오. 여기서는 뭐로 나와? 영화로? 땅핑? 조이? 이렇게 하면 이제 내일 공부할 내용은 우리가 확보를 했어요. 이거는 이제 네. 나의 마이 중따호 네. 야 this 카피에서 맨 뒤에다가 붙여넣기 하면 돼요. 내일 공부하는 거는 0325. 됐어요. 자, 이제 공부하면 돼요. 네. Cho xin đi quê chắc chắc rổ Dạ. không mua anh hiểu. 이게 더 콘텐츠 활용이 더 좋아요. 딱지야 티엔한 뭐예요? Chắc chắc ca작가 biết 뭐예요? biết sư kỳ네, 쌍딱 sáng tác chắc có작곡하다 này chắc có hai tập great 딱밤 뭐예요? tác phẩm chắc bum. 작품 네, 딱밤 내시 Nghệ sĩ ai thi sư thừa ai thi예술가, sư thừa예술가, 따뜻한, phát hành bù rau chú ta불편하다, chuyên ban hà ta이중, ý tưởng ai tiêu아이디어, 생각, tiêu진수어 chỉnh sửa việc biên chấp hạ tầng편집하다. biên chích hạ tầng tạo dung tạo dựng chích tầng chita 건설하다. 짓다도 맞아요. con짬밤 sao hạ tầng chắc bấm제품 상품. 네. 티엔베 해봐요. tác giả đã viết một tác phẩm vô cùng sáng tạo. Tác giả đã viết một tác phẩm vô cùng sáng tạo. 작가는 썼어요. 딱 작품을 오, 그 창의적인 것을 썼어요. Chắc ca nên mêu trang y chốc적인 kinh작품을 chắc썼어요. bơm mơn네, 다음. xót soi nghệ sĩ này là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng
Nghệ sĩ này là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng. Y 예술가는 작가입니다. 많은 책을 쓴 유명한 많은 책을 쓴 작가예요. 네. 이 예술가는 많은 유명한 책의 저자입니다. 네, 다음. 책가의 아이디어 응? 네. 똑똑 띵데 띵데 ý tưởng của tác giả này đã được phát hành dưới dạng một bộ phim. ý chú của tác giả đã được phát âm rồi trong một bộ Ừ. phim. 작가의 의견이 아이디어가 즉 반영이 됐어요. 그 영화의 조이장 하는데 반영이 됐어요. 조이장 뭐예요? 조이장? Chắc cha nên dưới dạng조이장 이따가 봐요. 다음 거. 딱자 다음 거 봐요. dưới봄가오. chắc cả về ai y thì họ ca dòng hoa rô kê vùng test xin lỗi ta네, 오케이. 다음. tác가오. giả đã chỉnh sửa bản thảo của mình để làm cho nó hoàn hảo hơn. Tác giả đã chỉnh sửa bản thảo của mình để làm cho nó hoàn hảo hơn. 작가는 chỉnh 바로 sửa bản thảo của mình. 나의 bản thảo 뭐예요? Bản thảo quan biết À, ta kê viên tiếp hết sao chỉnh sửa hết rồi. Nó hơn. 혼하오. 더 그것을 완벽하게 하기 위해서 일하는 것을 나에게 더 많다고 했어요. 많다고. 네, 다음 쌈밤. sản phẩm mới của tác giả đang thu hút sự chú ý của độc giả. Sản phẩm mới của tác giả đang thu hút sự chú ý của độc giả. Sản phẩm mới của tác giả, 작가의 새 제품이 đang thu hút sự chú ý 독자들의 그 관심을 끌었어요. 네. 네, 질문해 관심을 봐요. 끊고 있어요. 저자는 매우 창의적으로 작품을 썼습니다. 저 가는 매우 장애 적으로 작품을 썼습니다. 네, 딱지야, 나 biết, 상도, biết, tam phẩm, rồi tạo. Nè, tác giả viết sản phẩm rất sáng tạo. 이 예술가는 많은 유명한 책의 저자입니다. Nghệ y 예술가는 많은 유명한 책의 저자입니다. 예시 Nghệ sĩ này là này tác giả của là nhiều cuốn sách nổi tiếng. tác giả Nổi và tiếng. quan sát nổi tiếng. Chủ đề idea가 영화로 발표되었습니다. Cho cha e i t o k yong hoa ro ban bio ten awesome nida Idea là sáng tạo của tác giả là chú yêu vô chỗ chú chỗ 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 trình đôi bày chú dưới dạng đôi phim là bộ phim nè
Ý tưởng của tác giả đã được trình bày dưới dạng phim. Nè. 저자는 자신의 원고를 수정하여 더 완벽하게 만들었습니다. 저자는 자신의 원고를 수정하여 더 완벽하게 만들었습니다. 수정하다는 상품 내 혼환 Tác giả đã chỉnh sửa lại bản thảo của mình để hoàn thiện hơn. 저자의 새로운 작품은 독자들의 주목을 끌고 있습니다. Cho cha uy seroun chắc bầm mơn tộc cha tự uy chu móc cơn cơn cô ý xâm tăng. Né, cái sản phẩm mới của tác giả Hosu Hosu cái Này, thu hút nhiều người đọc. Cho cha e sero un chắc bông mơn tóc cha từ e chu móc cơn cơn cô ismeda cho네. 파우치에 관한 거예요, 이번에는. 프레스, 파우치, 신문. 파우, 신문 잡지 잡지라, 잡지. 잡지 네. 주어힌, 텔레비전 봉변, 기자. 기자 틴톡, 뉴스 변탭, 비어 편집. 편집 다이춘다오 다이춘다오 đài truyền thanh ban sự라디오 통신 thông tin정보 정보 파송 phát sóng băng sung Báo băng cô báo cáo bô cô báo cáo báo cáo reporting 보고 네 해봐요 네. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt tin tức cho công chúng. báo chí đồng bài cho quan trọng trong việc truyền tin tức cho công chúng là Nè. 대중을 위해서 뉴스를 투영하는 것은 중요합니다. 언론이 동바이 쪽 관중 언론이 신속한 동바이 뭐예요? Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tin tức cho công chúng. Phóng viên đã điều tra và viết bài báo cáo về sự kiện mới nhất. Phóng viên đã điều tra và viết bài báo về sự kiện mới nhất. Giả đã điều tra bởi Điều qua trôi xa Điều tra sao? 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 event. Sao? 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 Tạp chí này thường xuyên cập nhật thông tin về thế giới giải trí. Tạp chí nhà Tạp chí. chung tạp chí nhà chung xuyên cập nhật thông tin về thế giới giải trí tạp chí y tạp chí nên thông xuyên cập xeroun nhật xuyên cập nhật chung thông tin chồng bộ heo chi interior 세계 자지 인테리어 Tạp chí세계 dọn dê kê e quăng hàm trong bộ rừng à trong chế chốc chế bao lô ốc thầy đếch
이 드 합니다. 업데이트. 그렇죠. 오케이. truyền hình và đài truyền thanh là hai phương tiện chính để truyền tải tin tức hàng ngày. Truyền hình và đài truyền thanh là hai phương tiện chính để truyền đài tin tức hàng ngày. TV와 대체 라디오는 두 가지가 홍티엔입니다. 근데 트윈타이 틴트 강나이 매일 뉴스를 전달하는 중요한 수단입니다. 홍티엔 틴. 텔레비전과 라디오는 매일 뉴스를 전달하는 두 기자 주요 수단입니다. 네. Biên tập viên phải đảm bảo rằng thông tin được đăng trên báo không bị sai lệch. Biên tập viên phải đảm bảo rằng thông tin được đăng trên báo không bị sai lệch. Biên tập phải đảm bảo. Biên tập. Biên tập. Biên tập. Đảm bảo 보고를 해야 돼요. 기사를 써야 돼요. 랑동띵 정보 많은 정보 모든 정보. 역당 진바오 공비 사이락 뭐예요? 사이 라이 왜곡되지 않도록 왜곡되지 않도록. 후반 병자 홍비사일락 왜곡되지 않게 기사를 전달해야만 해요. 바울롱. 네. 시행한 볼게요. 언론은 대중에게 뉴스를 전달하는데 중요한 역할을 합니다. 언론은 대중에게 뉴스를 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 언론 뭐예요? 아까 프레스. 언론은 까먹었어. 바우치, 바우치. 이미 동베이도. 바우치라 동베이도로 관중 그 트렌 독진 조 공촌. báo chí thì được truyền cho công chúng. 기자가 최신 이벤트에 대해 조사하고 기사를 썼습니다. 기자가 지신 이벤트에 대해 조사하고 기사를 썼습니다. 그 퐁비엔다 조사 퓨처 조사 퓨처 điều tra나다 벡터 바오 네왜 숙현 모이냐 네. 이 잡지는 엔터테인먼트 세계에 대한 정보를 정기적으로 업데이트합니다. 이 그렇지. 잡지는 옌 토, 테, 인, 명, 투, 세계에 대한 정보를 정기적으로 업데이트 합니다. 잡지 라 투안 투안보 보 동틴 베 제오 테조의 치아치 텔레비전과 라디오는 매일 뉴스를 전달하는데 두 가지 주요 매체입니다. 텔레비전과 라디오는 메인 뉴스를 전달하는 데두 기자 주요 매체입니다. 트윈힌 바 라디오 뭐예요? và đài truyền thanh là hai phương tiện chính để truyền tải tin tức hàng ngày. Hay meche. Tức tin hàng ngày. Này.
편집자는 신문에 게재되는 정보가 왜곡되지 않도록 보장해야 합니다. 편집자는 신문에 게재되는 정보가 왜곡되지 않도록 보장해야 합니다. 네. Bien, tất bien là phải đảm bảo. À, bố giang à ta, đảm bảo lang thông tin được đăng trên bộ không vì sai sai cả có gì mà đi cho sai lệch Sai chích có chích vì có sai có gì mà ta tại một thế ta sai lệch có về gốc cả ta chích à, có thể chưa. 네, 다음은 우리 대화. 딱지와 작가에 대해서 대화해요. 잠깐만요. 안녕, 너는 책 읽는 거 좋아해? 너의 가장 좋아하는 작가는 누구야? 나는 책 읽는 con chọn man cho hề để ca ca chan cho han nên chắc ca nên gì kê lô sinh ia nó nên나는 스티븐 킹의 팬이야. 그의 책들은 정말 스릴 넘치잖아. 그래 그는 긴장 감은 만드는 데 뛰어나지 그의 최근 chắc bơm chung o họ tôn chắc cơn ít có so아직은 아니지만 그의 최신 소설은 정말 대단하다고 들었어. 곧 복사본을 구할 예정이야. Hai bạn thích đọc bài không? Tác giả yêu thích của bạn là ai? Tớ thích đọc sách lắm, tác giả yêu thích của tớ là J.K. Rowling còn bạn. Tôi là fan là hâm mộ của Stephen King, nhưng cũng sắc của anh ấy đặc kích tiên. Anh ấy thật tuyệt vời trong việc tạo ra sự căng thẳng. Bạn đã đọc một số tác phẩm mới nhất của anh ấy chưa? Đúng, nhưng tôi đã nghe nổi lắng của chú chuột bói nhất của anh ơi. Thật chuột bói đồ đang chú dinh sang một bàn xong tôi. Thiên biết tham phải hai bàn, nó nên TikTok sắc. Phải không? Check những cơ chua hay? Tác giả, yêu thích, Yêu thích jóa hanen chakka. Noe jóa hanen chakka nen nuguya? Yêu thích tác giả yêu thích của bạn là ai nuguya? Tôi thích nanen đọc sách lắm. Nên chắc ít Check in nên nen jóa hanen. Tác giả yêu thích của tôi. Nae, 내가 좋아하는 작가는 J.K. 롤링이야. 꼰반, 너는? 나는 몰라. 파나 한모 추리소설이에요, 한모? 와 스티븐 킹? 인보 인기 스티븐 킹의 팬이야. 나는 스티븐 킹의 벤 입니다. 이야 아, 벤 능, 꼭, 싹, 과, 안의 그의 책은, 정말, 스릴 있어. 킥딘. 아이, 딱 킥딘. 그는, 딱, 굿보이, 정말, 훌륭해. 용백다오로 만들어. 쑥, 캉탕. 캉탕 뭐예요? 긴장 아, 긴장 긴장감을 갖게 만들어. 반다독 뭐너 읽었어? 소 탁팜 뭐이냐? 그 사람의 새로운 책 읽었어? 좋아. 아니. 눈도다네 들었어. 노일랑 포아투 투엣 뭐이 좋다고. 정말 좋은 그의 그 새로운 책이 아주 괜찮다고
말하는 걸 들었어. 나는 또이다 듀진 당할 거야. 상삼모반아솜 또이 빨리 빨리 그거 사 읽을 거야. 반 뭐예요? 모반솜 또이 뭐예요? một bản sớm thôi, có bớt xa bồn nương u hành dê chăn y ya Tôi đang chữ tin sao một bán xong tôi ok 이번에는 파우치 언론에 관한 얘기예요. 잡지 오늘 뉴스 봤아잠 오늘 뉴스 봤어? 아직 안 봤어. 바쁘게 지내고 있었어? 무슨 재미있는 소식이 있어? 기후변화에 관한 새로운 기사가 신문에 나왔어. 나도 그것에 대해 좀더 알고 싶었어. 어느 신문에 있는 거야? 지역 신문에 있어. 원하면 링크를 보내줄게. 좋아. 고마워. 기회가 되면 한번 살펴볼게. 옴나이 벤다독 틴득 주아. chưa, tôi bận quá. Có gì thú vị không? Dạ, ô mô bài báo mỗi trên báo nội về bên đối khí hậu. Tớ đã dự định phải đọc về vấn đề đó. Bài báo đó ở trên báo nào vậy? No, trên báo địa phương như văn môn tôi có thể gửi link cho bạn. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Tớ sẽ đọc khi có cơ hội. 내용 볼게요. 오늘 반다독 뉴스 읽었어? 좋아. 아니? 또 반과 아직 바빴어? 안 봤어. 꽃이 그게 쪽에 흥미 있는 거 이제 있어? 썼어. 야, 그래. 꼬모바이 바오. 새로운 그 기사가 있어. 보이 노이 베라벤 노이 끼고. 기후 변화에 관한 서 말하는 새로운 기사가 있어. 그래? 여기다 뉴직 찾아볼게. 바이독 웬 만데도 그 문제에 관해서 읽어봐야만 하겠네. 바이바오도 오첸 바오노 나오 바이 어떤 소식에 그게 있는 거야? 맞아요? 바이바오 오늘 녹소. 질문에 있는 거야? 오케이. 너 어젠 바오 지아풍 지역 신문의 이야기야. 뉴반문 내가 그거 알고 싶으면 너 알고 싶으면 똑꼬테 윌링 조반 너를 위해서 링크를 줄게. 연결해 줄게. 네, 또 보이 훌륭해. 좋아, 좋아. 다음 밴 고마워. 좋아, 또이새끼 고마워요. 기회가 똑똑히 꼬꼬호이 기회가 있을 때 읽을게. 한번 전반문께 끼꼬꼬호이 네. 이건 속이에요. 한번 읽어봐요. 탱한 속도 비가 오니까 차의 속도를 줄여야 해요. 비가 오니까 차에 속도를 준 거야 해요. 네, 속도. 속도 티잉벳 알아요? 속도. 딱도. 속삭이다. 그녀는 비밀을 내게 속삭였다. 속사이다. whisper 티 탐. 그녀는 비밀을 내게 속삭였다. 고아이. 비밀. 틱딱. 속삭. 그녀는 비밀은 내게 속삭였다. 고 아이 티 탐. 그 뭐, 비밀 cho tôi. 비맛, 오케이. 비밀. 속내, 그의 속내를 알수 없어요.
그게 숙내는 성내 성내 안수 없어요. Tiếng Việt bổ Tôi không thể hiểu được tốc suy nghĩ độ. trong của anh ấy. Ok. Chúng ta cần chấm tốc độ của xe buýt chỗ đang mở. Mưa, mưa. Không Mưa. sao gì ta. Đi Yeah. tắm. Cô ấy đi tắm một vị mặt cho tôi. Cường nhon lên vì mình rung nề Xong nè, nội tâm, nội tâm. kê xuất Tôi sắc không thể hiểu được suy nghĩ với cảm biến trong của anh ơi. giót Nội nội tao. Cường tâm. nghe xuất anh su ốp sao Tôi yếu. không thể hiểu được suy nghĩ với cảm biến trong của anh ơi. Quan sát. Cuốn sách chị chết Tôi đã mua một quan sát mỗi ô qua hàng sắt hôm qua. nên ở chế so chôm ek c chết han quan Mới nên sắt cuốn sao? Sẽ không có sắt sao? Quan 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 à, tôi cắt một quan trái để chi tiếp thông tin. là nên trong bộ rừng y rock haki về hệ hàn ron chung y ca video hai ta Quan hợp. cũng hút mê hút chóc kinh Tính này là quan cột im này là quan hợp thằng chữ khăn gia bảo lập chữ. y dòng hoa nương su bạch man quang két cơn cứt chan euro cư ro tan giót ta Nè. Check quan sát, anh ở trên 서점에서 책책 한 권을 샀다. 권권 한 롤, 나는 정보를 기록하기 위해 한롤 종이가 필요하다. 권훗, 매혹적인 이용하는 수백만 관객을 극장으로 끌어들였다. 권훗, 제공했습니다. 팅, 한. 하다인데 했다예요. 근데 합니다, 했습니다 이렇게 되는 거예요. 과거, 과거, 맞고. 이거 시간이 없는데 일단 그냥 할게요. 저희는 최신 기술을 사용하여 최상의 서비스를 제공했습니다. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tốt nhất bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất. Chúng tôi đã cung cấp công nghệ tốt nhất bằng우리는 cách고객들에게 최상의 경험을 제공했습니다. công ty đã cung cấp chương trình đào tạo. 회사에서는 교육 프로그램을 제공했습니다. 네, 여기 보면 Chúng tôi chúng tôi đã đã cung dịch cấp vụ tốt dịch vụ tốt nhất bằng các sử dụng công nghệ mới nhất. Chúng tôi đã cung cấp đã cung cấp 제공했습니다. 다 cung cấp 같은 뜻이에요. 차이니 công nhất cho các hãng công ty đã cung cấp chương trình tạo tạo